Bây giờ tôi muốn chia sẻ với quý vị là tôi sẽ dưới hình thức tôi hỏi, rồi quý vị cố gắng trả lời và tôi sẽ trả lời nói nhanh. Mà tôi nghĩ là ít nhất có khi là chị Thùy Dương cả tiếng rưỡi đó, không biết có chịu nổi không đó. Dạ con Bây hỏi giờ. Bắc Minh nổi không thôi, chứ còn Bắc Minh con thì ok, nhưng mà con đau lưng chút xíu không sao, lát dán salon bass không sao. Tôi hỏi hỏi quý vị á là trong tiếng Việt đó, cái gì khó nhất đối với quý vị? Tiếng Việt khó nhất là cái gì? Để tôi nói với quý vị là trong tiếng Việt khó nhất là cái phát âm các dấu giọng. Nhưng mà người mình quen rồi, học từ bé rồi, cho nên trừ những người ngọng một số từ thôi, còn nói chung thì cũng nói được hết. Thấy không? Nhưng mà người ngoại quốc thì vất vả lắm. Người ngoại quốc học tiếng Việt mình vất vả về cái dấu. Cái điểm thứ hai nữa đó, trong cái tiếng Việt mình, cái khó là vấn đề xưng hô. Quý vị thấy không? Chị Thùy Dương gọi tôi bằng bác, mà gọi cái ông Quốc Nam là bằng chú. Anh tôi Anh mà bằng anh ấy, trời ơi, thân mật dễ sợ. chu quân À, bằng tuổi chú thì chú Bắc Quân. Minh như mình chú. À, tự nhiên tôi lên bác. Đó. Thì quý vị có thấy là như vậy không? Mà tại vì lần đầu tiên chị Thùy Dương đã nói như vậy rồi, bây giờ chị không dám rút xuống nữa, cũng không có nâng lên nữa. Đó, cái vấn đề của mình là như vậy. Tức là gặp một người đó, đầu tiên ví dụ như mình đoán thôi nha, chào anh, là anh thế này anh thế kia, nói một hồi cái ủa trời, tôi nhìn mặt anh già quá, tôi tưởng anh lớn tuổi hơn tôi, hóa ra anh nhỏ tuổi hơn tôi. Thì bây giờ lại đổi người ta xuống là em, quý vị thấy không? Đó, nó lại cũng cũng có cái rắc rối như vậy. Nhưng mà em ít tuổi hơn nhưng mà con ông bác, con ông anh thì lại tôi vẫn phải gọi bằng anh đó, trong vấn đề xưng hô đó, quý vị có thấy không? Bây giờ tôi mới nói cho quý vị nghe một cái câu chuyện lý thú về vấn đề xưng hô của người Việt Nam nha. Cái này là ai cũng có kinh nghiệm ít nhiều hết. Hai người nam nữ quen nhau, vừa mới quen nhau thì lúc đầu còn lạ mà chưa chưa biết người bên kia như thế nào hết, thành ra gọi anh chị, đặc biệt là với tôi á, cứ phái nữ là tôi là chị hết, bao nhiêu tuổi không cần biết, chị là chính, còn đàn ông con trai là anh đó. Tại chưa biết tuổi người ta làm sao. Vậy là bây giờ con gặp Bắc Minh con kêu cứ kêu anh Minh, con gặp chú Quân con cứ kêu anh Quân, con gặp anh Nam con cứ kêu anh Nam. Thì đã nói rằng là cái nó khó là ở cái chỗ đó, đó là tùy người, mình đã lỡ mình gọi người ta là chú rồi, mình đổi sang anh là coi chừng người ta về người ta mất ngủ đó, thấy không? Đó. Thấy không? Còn thêm một cái chuyện nữa, không phải chỉ có vấn đề tuổi tác không thôi. Đó, tôi thấy một ông nhỏ tuổi rồi gọi là họ em thì cũng kỳ, tôi cũng cứ gọi là anh rồi, nhưng mà đâu có biết ông là linh mục đúng không, hay là ông là coi như là mục sư. Thế đến lúc tôi biết ông là mục sư thì tôi lại phải gọi ông là mục sư, gọi là ông là linh mục, chứ đâu có gọi anh em nữa. Không cần biết ông lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nhưng mà ông là linh mục thì phải gọi ông là linh mục, mà ông là mục sư là gọi ông là mục sư, mà biết đâu ông lại là giáo sư hay ông là bác sĩ thì mình phải gọi cái gì nó có danh giá cho người ta, chứ đâu mình quàng vai anh em được. Thấy không? Ví dụ như là ông giám đốc bệnh viện, ô thì thưa ông giám đốc, chứ đâu có nó nói là anh em khơi khơi được, quý vị thấy không? Nó khó cái đó. Rồi bây giờ hai người đang quen nhau này, mới này, thì gọi là anh chị nhé, mới mới quen xong từ từ bắt đầu dò hỏi rồi này kia, bắt đầu biết tuổi rồi, thấy không? Thành ra thường thường á, thường thường nhá, thì cô nhỏ tuổi hơn thì gọi em nhá, thân mật. Nhưng mà cũng có trường hợp lớn tuổi hơn thì không dám gọi em đó, phái nữ lớn tuổi hơn thì vẫn gọi bằng chị. Tôi với bà xã tôi về Việt Nam tôi quen, mà tôi lại bà xã tôi á có một người bạn nha, bạn thân, thì cũng có em du học ở Nhật, mà tôi chơi với cái người em đó, khi tôi về thì cái người em nó cũng nhắn nhủ tới nhà chơi ở trong cư xá sĩ quan Chí Hòa đó quý vị, tức là ngay cái trường Nguyễn Du đó, trường mà Trần Lục dạy về đó, đó đó. Thành ra vì tôi chơi với người em và gặp cái cô thì tôi phụ nữ tôi cũng là gọi chị luôn. Rồi tình cờ cái người mà ở hàng xóm với tôi đó,
tôi lại cũng gặp ở cái nhà đó, là bạn với nhau mà họ đến họ chơi. Thành ra lúc đó tôi gặp. Còn trước khi mà tôi về đó, năm 73, chính bà già tôi hỏi thăm mày có muốn qua thăm không? Cái tuổi tôi và cái bà già tôi là bà hiểu rồi. Thành ra ngày xưa Việt Nam là hay có màn câu điện, câu nước. Đó, nhiều khu nhà lập lên mà họ không có điện, có nước, phải đi hứng này, đi cái này kia. Thành ra nhà bà là xin được đất cất nhà, nhưng mà lại không có nước, chưa có nước. Thành ra là qua nhà tôi hứng nước. Đó, thành ra hai bà già là quen nhau. Thành ra hai bà già mới kể chuyện. Thì bà già tôi thì kể chuyện tôi đi du học Nhật, bên Nhật thế này thế kia. Thành ra lúc tôi về bà hỏi đó là bác Khuê là hay hỏi thăm mày, bây giờ mày về mày có muốn sang thăm không? Thời tôi thấy bà già mở đường cho hươu chạy sang liền. Ok, tại vì tôi biết nhà đó có cái người con gái đó, nhưng mà chưa bao giờ đối mặt mà nói chuyện cả. Ở cái xóm nó lâu rồi, bây giờ dọn ngay sau lưng nhà tôi. Thì tôi lại chơi với mấy đứa em đá banh đó, nhà tôi biết bà đó nhưng mà chưa bao giờ gặp nói chuyện hết. Thế bây giờ vì bà già nói là qua thăm, mà bà già kêu qua thăm thì bác hỏi mày, thế thì thành ra là qua thăm. Tôi qua thăm một cái thì chính cái người sau này là bà xã tôi rót nước, bưng nước ra, mà là con gái, mà người lạ từ xa về thì đâu có quen biết gì đâu. Thành ra bà rót nước xong bà tọt vô phòng, mà thấy là thấy được có như vậy, vậy là hết, không thấy gì nữa hết. Và sau này bà đi làm, bà học tốt nghiệp luật, bà đi làm luật sự ở tòa án ở thành phố. Thành ra cứ chiều bà đi về thì tôi lại đứng sau nhà tôi ngó, tôi chờ bà đi về. Bà đi về xong bà lái xe Honda Dam vô thẳng nhà bà, xong là hết, lại không bao giờ gặp nữa. Cho tới cái lần mà tôi tới nhà cái người chị mà thằng bạn tôi ở bên Nhật thì tình cờ tôi gặp bà ở đó. Đó là hai người lại chơi bạn với nhau. Thành ra lúc đó gặp nhau thì quá tự nhiên rồi. Nè, tôi đến, tôi với một người bạn nữa đến chơi. Đó, hai cái chị em đó thì tình cờ gặp cả bà xã tôi đó nữa, nhưng mà tôi cũng gọi là chị hết trơn. Đó. Thì đến khi mà tôi trở về bên Nhật viết thơ thì tôi vẫn gọi là chị. Đó, viết thì đương nhiên là mình cũng nói xa xa, nói thiệt tôi cũng nhát, nhát gái lắm. Tại vì khổ một cái là thí dụ như mình thích một cái cô đó mà đến lúc mình ngỏ lời cô từ chối rồi thì bây giờ làm sao giờ tìm đâu mà cắm đầu mà chui vô, đúng không? Thành ra sợ nhất là sợ bị từ chối. Đó, mình đâu có thể tự đánh giá mình là ngon lành hay là cái gì được. Thành ra đó, thì kỳ đó tình cờ lại đến gặp ở nhà cái người chị và em của cái người bạn đang học ở Nhật với tôi nói chuyện. Thành ra từ đó về sau qua tôi về chừng tháng 2 tháng tôi trở lại Nhật thì viết thơ, viết suốt 1 năm trời tôi vẫn xưng chị, mà bà ký tên thì chỉ bà ký tên thôi chứ không có xưng em hay anh hay gì hết, chị gì hết, không gì hết. Nhưng mà sau 1 năm trời đó mà tôi gọi bà bằng chị thì có một lần bà viết thơ, cuối thơ bà để chữ em ký. À, quý vị thấy không, cái đó là nó mình thấy rõ ràng là nó đã thay đổi. Sau 1 năm viết thơ tình hình nó đã thay đổi, và bà lớn tuổi hơn tôi mấy tháng nha, 2-3 tháng, nhưng mà không chịu làm chị nữa, bây giờ chỉ muốn làm em thôi. Rồi sao Thùy Dương? Bữa ngày hôm qua con có đọc một cái bình luận à, có cô đó có nói là nếu như mà cổ trẻ hơn Bắc Minh, cổ trẻ lại 20 tuổi là cổ sẽ kiếm Bắc Minh cô yêu đó, mà giờ cổ 80. Vậy hả? Trời đất ơi. Vậy thì đợi 20 năm nữa thì tôi chẵn chăm đi cho nó đẹp đôi. Thì quý vị thấy á, tức là không muốn làm chị nữa mà muốn làm em. Và khi bà nói như vậy tôi cũng đâu có chụp ngay là em, phải không? Thì tôi bỏ chữ chị đi, tôi gọi tên không. À, thế thì tình nó cũng hơi đậm đậm rồi. Tôi mới nói với ông già tôi là cho phép về để mà nói chuyện cho nó dễ, chứ ngày xưa viết thơ mà đâu có điện tiền đâu mà điện thoại. Chuyện là chuyện chuyện 50 năm trước mà quý vị, tiền đâu mà điện thoại. Thành ra tôi mới nói ông già tôi là cho về. Ông già tôi mới nói chứ mày vừa mới về xong thì bây giờ mày đẩy rồi về nữa, mà trong khi cái câu chuyện nó chưa có ngã ngũ như thế nào đó thì tiền đâu mà đi về hoài vậy. Thế thành ra ông già không cho về. Thế là tôi lại phải có thêm 1 năm nữa viết. Thì lúc này là rõ ràng là tán đó, và hai bên là chịu đèn với nhau, thấy không?
Thế thành ra đến khi mà tôi về thì bà là cái người đi đón đó, chứ lúc lúc tôi đi thì bà không có đón, nhưng mà lần này tôi về với bà là coi như hai bên ok rồi, hai gia đình cũng ok rồi, thành ra tôi về thì bà đi đón. Thì quý vị thấy là hai người đó khi mà thân rồi đó, vợ chồng đó, thì có khi lại đổi xưng hô, lúc đó là mình với cưng, nghe không, vợ yêu hay cái gì đó, chồng yêu hay cái gì đó đó. Thành ra quý vị thấy cái xưng hô nó khác. Rồi tới cái lúc mà tuổi 50, 60 đó, bắt đầu đứng tuổi rồi, tình nó nhạt rồi, thì người ta gọi là còn nghĩa. Đó, thì bắt đầu là ông với tôi, hoặc là bố, bố là gọi thay cho con đó. Bố bà nhỏ đó, nhưng mà nói tắt. Thành ra bà cứ gọi tôi bằng bố không ạ. Thành ra đôi khi tôi gọi bà thì tôi gọi là vợ. Bởi tôi lấy vợ mà, thành ra tôi gọi bà là vợ. Thế thành ra đại khái quý vị thấy không, cái xưng hô nó khác. Nhưng mà nếu mà người tế nhị tìm hiểu ra đó, mình sẽ thấy mỗi cái xưng hô nó thể hiện cái quan hệ giữa hai người ở cái giai đoạn nào đó, đúng không? Mà đó là bình thường, tôi nói xin lỗi, bình thường tức là cái tình nó khá đẹp, nhưng mà thực ra thì cuộc tình ai người cũng có ít nhiều sóng gió, chứ cũng không có dễ gì mà xuôi xuôi hết được đó. Thế thành ra có khi thì bắt đầu là ông với tôi thủ thế rồi đó, còn nếu mà cãi nhau hăng nữa nó bắt đầu mày với tao. Thì quý vị thấy không, thành ra cũng có hai người đó thôi, nhưng mà cái xưng hô nó khác nhau. Thành ra bây giờ một người ngoại quốc mà gặp mình á, thì thí dụ như bà xã tôi viết đi, gọi tôi bằng bố, thì cái người khác người ta đọc người ta tưởng tôi là bố bà thiệt, tôi là bố, là bố bà nhỏ chứ không phải là bố bà đó. Thành ra quý vị thấy không, thành ra trong cái xưng hô đó đó thì người Việt mình cũng lúng túng, mà cụ thể nhất là chị Thùy Dương không biết gọi là anh hay là chú hay là bác, là loại cào cào thế, nên mà đã lỡ rồi cứ gọi như vậy hoài, tôi cũng không có đính chính đính chiếc gì hết, ai muốn gọi sao gọi. Rồi bây giờ bắt đầu đố chữ quý vị nha, đố chữ quý vị nha, chịu khó để ý nha, mấy cái này rất là hay mà mình thường gặp lắm. Bây giờ xin lỗi, có ba chữ ly: ly thân, ly dị và ly hôn. Ly thân là separate, vậy thì ly dị và ly hôn giống nhau và khác nhau như thế nào? Trường hợp nào là ly dị, trường hợp nào là ly hôn, quý vị thấy không? Cái đó mình nói tới rất nhiều, nhưng mà bảo đảm tôi hỏi 10 người 9 người không trả lời được. Ly hôn là làm giấy tờ, còn ly dị là không có làm giấy tờ, nhưng mà cũng, ủa, cái đó là ly thân. Con nghĩ là ly dị với ly hôn giống nhau chứ ta? Đúng được một chút rồi đó, đúng được một chút rồi đó. Ủa, có một chút hả bác Minh? Vậy thì trường hợp nào là ly dị và trường hợp nào là ly hôn? Trong cái vấn đề xưng hô của người Việt Nam mình có vấn đề phân biệt nam nữ. Nhà trai thì đây là tân hôn, đám cưới đó, treo cái bảng tân hôn. Nhà gái á, thì treo cái bảng vu quy, vu quy là về nhà chồng, đúng không? Mình là vậy. Và đặc biệt đó, khi mà tái hôn á, thì đàn ông á, là tái giá. Đàn ông tái giá, đàn bà cũng tái giá mà bác Minh. Không, đàn bà tái giá, xin lỗi, đàn ông là tái hôn, đàn ông là tái hôn, đàn bà là tái giá nha. Thính tức là lúc mà kết á, với nhau đó, là một bên là tân hôn, một bên là vu quy, một bên đây là tái hôn, mà một đằng là tái giá, nó có theo vấn đề nam nữ. Vậy vì cái khúc giữa đó, đó là ly hôn với ly dị, thì đàn ông á nói là tôi ly dị vợ, mà đàn bà đó là nói là tôi ly hôn chồng. Cho nên ly hôn và ly dị hoàn toàn giống nhau, nhưng cái người nói khác nhau. Đàn ông thì nói là tôi ly dị vợ, mà đàn bà là nói tôi ly hôn chồng, đó mới đúng. Còn hầu hết người ta không biết, cứ giải thích là chưa làm giấy tờ với làm giấy tờ rồi vân vân, không không có dính gì cái giấy tờ hết. Cái này là vì cái hàng dọc nè, khi kết và khi tái nè, thì cái lúc ly đó, đó là một đằng là ly dị, đàn ông là tôi ly dị vợ, mà đàn bà là tôi ly hôn chồng. À, bây giờ tôi bắt đầu thêm một cái khác nữa nha, thêm một cái chữ công việc. Tại sao người ta nói công việc? Công việc nghĩa là gì? Một chữ rất là thông thường, má bận công việc. À, công việc là gì? Việc công. Đó là mới chết đó. À, thấy không?
đạo tới thì nó là việc công. Nhưng mà hai cái chữ chữ Hán nó khác nhau. Công cũng là công mà chữ Hán nó khác nhau. Thành ra công đây á, không phải là chung, không phải là public, không phải là công viên, không phải là công vụ. Công việc, công có nghĩa là việc. Đây là một từ Hán Việt. Công nó có quá nhiều nghĩa đi. Công lao, công trình, nó cũng là công. Cho nên người ta nói công việc, đó là job, là work. Làm. Công có nghĩa là việc. Mà thêm cái nữa nha. Sự việc. Sự cũng có nghĩa là việc. Rồi thêm một chữ nữa là vụ. Vụ việc. Cái vụ này mày lo chưa? Cái việc này mày lo chưa? Vụ cũng có nghĩa là việc. Thành ra công, vụ, sự là ba từ Hán Việt mà qua tới Việt Nam á, đều là việc hết. Và công này á, là job, là work. Đó, là labor. Chứ công này không phải là public. Đó. Public là việc công, việc tư. Đó. Anh làm việc, anh phải phân biệt ra việc công, việc tư. Đừng có lẫn lộn việc công với việc tư. Thì cái lúc đó, đó công đó mới là của công. Yeah, việc nước, việc chung. Đó thì là việc công. Đó, trái với lại việc tư. Cái này rất là đặc biệt nha. Chỉ có tiếng Việt mình mới có đấy đó. Hầu như vậy đó. Chúng tôi, chúng ta, chúng mình. Đố ai giải thích được. Chúng tôi là gì, chúng ta là gì và chúng mình là gì. Trong trường hợp nào sống, ai cũng dùng hết. Mà bây giờ không biết phải giải thích làm sao. Ví dụ bây giờ con với bác Minh nói chuyện với nhau và khán giả đang thì khi con nói thì con sẽ nói là chúng tôi có nghĩa là con với bác Minh. Đó, còn chúng ta có nghĩa là con nói cả khán giả, bác Minh và con. Chúng mình là chúng tôi với chúng mình, sao con thấy nó giống giống nhau ta? Thì Dương nói vậy cũng là khá lắm rồi đó. Nha. Bây giờ để tôi giải thích cho quý vị nghe. Đây là những cái từ rất là thông thường. Nhưng mà mình nói không có sai. Không giống như là hợp Trung Quốc, hợp Trung Quốc. Là cái đó là mình nói sai. Còn cái này mình nói không sai. Nhưng mà không giải thích được. Đó. Thành ra thì Dương vừa rồi giải thích là cũng gần đúng rồi. Bây giờ tôi nói một cách cho nó rõ ràng theo văn phạm. Chúng tôi là đại danh từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều. Chúng tôi đó. Đại danh từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều là chúng tôi. Chúng ta là đại danh từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Cả hai ngôi cùng một lúc. Một từ mà hai ngôi. Tức là vừa phía người nói mà kể cả phía người nghe. Thành ra giống như Thùy Dương vừa mới nói đó. Chúng tôi, tức là sẽ nói là tôi và Thùy Dương. Đó, xin chào tất cả các anh chị. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu. Tức là kể cả cái người nghe đó đó cũng bắt đầu với chúng ta. Thành ra chúng ta có nghĩa là phía người nói và kể cả phía người nghe. Một đại danh từ nhân xưng ngôi thứ nhất mà và đồng thời là ngôi thứ hai. Đó, một từ và hai ngôi. Đó, thì Dương có thấy trong tiếng Na Uy có cái từ nào mà hai ngôi không? Chúng ta là hai ngôi. Nha. Còn chúng mình là gì? Khi nào thân thiện á, thì mới mình, gặp người lạ không có chúng mình. Còn người thân, bạn bè thân với nhau, chúng mình đi ăn, chúng mình đi chơi nghe, rồi tới này, mình, khi nào nói thân mật là mình, quê mình, nhà mình, nước mình, tiếng mình, khi nào có chữ mình, đó là thân thuộc. Mà quý vị tưởng tượng là tôi đọc một cái câu này rồi, quý vị coi cái chữ mình nó có bao nhiêu nghĩa nha. Mình ơi, nha, mình ơi, mình về, xoa mình cho mình nghe. Đó, mình ơi, mình về, xoa mình cho mình nghe. Mấy chữ mình như vậy khác nghĩa nhau. Quý vị phân biệt được không? Mình ơi, mình về, xoa mình cho mình nghe. Bốn chữ mình. Cái bốn chữ mình, nhưng mà cái chữ mình ơi, mình về, xoa mình. Mình ơi, mình về xoa mình cho mình nha. Cái chữ mình số 3 đó là cái ví dụ như bây giờ cái hai vợ chồng đi, mình ơi, mình về xoa mình cho đi. Mình nha. Là hai cái phần sau á, hai cái chữ mình sau á là cái mình
mà con nói vậy là hay là mình ở đằng sau là ông chồng, mình ơi mình về, có nghĩa là bà vợ đó, có nghĩa là ông chồng nói bà vợ là mình ơi mình về xoa mình cho mình nha, có nghĩa là mình đằng sau là ông chồng á, con nói vậy. Chữ mình thứ nhất là người đối diện. À, đúng đó, bà vợ thí dụ vậy là người đối diện. Chữ mình thứ hai đó, mình ơi mình về là tụi mình về. Chữ mình thứ hai là số nhiều. Chữ mình thứ nhất đó là chỉ các người đối diện thôi. Chữ mình thứ hai á là cả hai đứa nha, mình về, tụi mình về đó. Đó. Xoa mình đây là mình mày á. Mình là mình mày đó. Đó, xoa mình cho mình là cho tôi. Đó, lúc này là mình là cho tôi, xoa mình cho mình là cho tôi. Đó. Quý vị thấy một chữ mình không mà nó ba bốn nghĩa như vậy đó. Trời ơi làm sao mà sợ dữ vậy? Con Không muốn ngu xoa mình nào, không muốn xoa mình. con ngu người đấy bắt mình. Bây giờ nha. Bây giờ quý vị thấy không? Chữ ly quý vị thấy không? Đó, bây giờ là hiểu rồi nha. Ly dị là chồng nói mà ly hôn là vợ nói. Còn nếu mà nếu mà chữ việc đó là công việc nó khác với việc công. Việc công là việc của chung, còn công công việc có nghĩa là việc. Cũng giống như sự việc, cũng giống như là vụ việc đó, đều cùng một nghĩa, hai chữ ba chữ Hán nó cùng một nghĩa chữ việc đấy, quý vị thấy không? Đó. Còn bây giờ trong trường hợp này tôi hỏi với quý vị một chữ là mãi mãi, mãi mãi đó, mãi mãi thì chữ nào là mua, chữ nào là bán? Mãi Mãi mãi, mãi mãi vô ngã, mãi thương mãi đó, thương mãi đó. Vậy thì khi người ta giao là người ta giao như thế nào? Mãi vô mãi vô hay là mãi vô mãi vô? mãi vô, mãi vô, mãi vô, mãi vô, thương mãi là buôn bán, còn mãi vô là bắt đầu nó hơi lúng túng rồi đó. Đúng thì Dương trả lời đúng, chữ mãi là mua, mãi là bán, thành ra mãi vô là mua vô đi, chứ không là ông lại giao là bán đi thì không được. Mãi vô là không phải, phải giao là mãi vô nha. Đó, còn thí dụ xin lỗi, thí dụ như một cô gái gọi là cô gái mãi dâm hay là cô gái mại dâm? Em mại 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 dâm, Đã mại nói là dâm không lẽ mại dâm, mãi mại dấu nặng, mại đúng rồi, cô gái mại dâm là cô gái bán dâm, còn mấy ông là đi mua dâm. Ừ. Đó thì đó hai chữ để ý như thế này nè, khi mình nói theo bần mình sắp á, mình nói cho nó thuận miệng á, mình nói là mãi mãi thì quý vị cứ nhớ là mua bán, thì mãi nó đi với mua và mãi đi với bán, nhớ không? Mãi mãi mua bán thì chữ đầu là chữ mãi, thì bên đây chữ đầu là mua là đi với nhau, còn chữ mãi là đi với bán, đó, là mua bán đó, chứ không có là không biết còn nào. máy lậu là mua đường bán đường ở Bắc Minh. À, mãi lộ là bán đường đó là cho đi đó, đó tôi bán đường cho anh đi đó, đó. Thì đấy đại khái là một vài cái chữ như vậy. Bây giờ tôi còn rất là nhiều, tôi hỏi quý vị nha, mình hay nghe mùng 5 tháng 5 theo lịch ta là Tết Đoan Ngọ, vậy thì Đoan Ngọ là gì? Gọi là Tết Tết diệt trừ sâu bọ đó. Thời tuổi đó là tuổi trẻ hay đi cướp giật, người ta để cúng ở trước nhà là cứ đi giật đồ ăn gọi là Tết giết sâu bọ đó, Tết Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là gì, có ai biết Đoan không? Đoan Ngọ là Tết nửa năm. Mùng 5 tháng 5, Dạ, Tết nửa năm. mùng 5 tháng 5 mà mùng 5 tháng 5 ta nha, chứ không phải là mùng 5 tháng 5 Tây đâu. Ok, bây giờ tôi mới nói với quý vị là Đoan đó là khởi đầu. Đoan có nghĩa là khởi đầu tiếng Hán Việt. Ngọ là buổi trưa đúng không? Thành ra là ăn cái Tết ăn ngọ đó là ăn vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 5 ta. Còn năm nào nó lọt vào ngày Tây là ngày mấy thì tôi không biết. Có thể nó là tháng 6, có thể nó chạy tới tháng 7 là.
đó. Còn năm tháng năm đây á, là năm ta đó, Đoan Ngọ là khởi đầu cái buổi trưa đầu tiên đó, của ngày năm tháng năm, ngày năm tháng năm đó, thành ra cái đó gọi là Tết Đoan Ngọ. Rồi bây giờ hỏi thì Dương và tất cả các anh chị, thập kỷ và thập niên khác nhau thế nào? Thập kỷ và thập niên. À, cái này dễ nè. Dạ, thập kỷ nói là thập kỷ là 10, thập kỷ là 10, ủa, thập niên á là 10 năm. Một thế kỷ là 100 năm. Một thập kỷ 10. Chết cha. Một thế kỷ là 100 năm. Một thập niên là 10 năm, còn một thế kỷ, một thập kỷ. Bác Minh cứu con. Một thập kỷ không lẽ? Nó thập kỷ, một thế kỷ. Thập kỷ. Bây giờ tôi... Thập kỷ 100. Thập kỷ là 10 năm. 100 năm luôn. Thập kỷ là 10 năm. Đúng. Nhưng mà là một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian 10 năm thì gọi là một thập kỷ. Thành ra nó có tính cách là thời gian. Còn thập niên là thời điểm. Thùy Dương sinh ra là thập niên 90. Đó, sinh ra trong thập niên 90, đó là cái thời điểm. Bây giờ người ta gọi là 9X đó. Đó, thì cái đó là thời điểm. Còn cái thập kỷ đó là một khoảng thời gian là 10 năm. À. Thành ra, thí dụ như mình nói là sự kiện này nó kéo dài tới 4 thập kỷ đó, tức là kéo dài tới 40 năm. Thành ra nó là một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian. Còn thập niên đó là cái mốc thời gian. Tôi sinh vào thập niên 50, như tôi là sinh thập niên 50, là cái mốc thời gian. Thấy không? Còn thập kỷ thì là 10 năm. Đó, thành ra cái khoảng thời gian nào đó, đó, cái công việc này nó kéo dài một thập kỷ hay kéo dài hai thập kỷ, tức là kéo dài 10 năm hoặc là 20 năm. Một cái là thời gian, một khoảng thời gian, còn một cái là một cái mốc thời gian. Rõ không? Vẫn còn nhức đầu phải không? Dạ. Hôm trước không biết là tôi đã hỏi chưa, nhưng mà bây giờ nếu mà có rồi thì tôi xin lỗi. Nhưng mà chúng ta biết là A bờ cờ rồi chứ gì nữa. Thành ra 5 cờ mờ, nghe rồi phải không? Thì Dương nghe rồi phải không? Dạ rồi. Rồi, 5 cờ mờ là 5 km đó. Là nhà nói cái kiểu đó thì chỉ có chữ. Cái chữ đầu đà đó, ông Sư Minh Tuệ đó, là coi như tu khất thực, người ta gọi là đầu đà. Vậy chữ đầu đà có nghĩa là... Ngày bữa qua bác Minh có nói rồi mà. Đầu đà đây là phiên âm tiếng Phạn. Nha. Nó là đầu đà, là tiếng Phạn. Thì người Hoa dùng cái chữ Hán để phiên âm. Nó giống như Hoa Thịnh Đốn này đó. Không có nghĩa, không có thể giải thích chữ đầu là gì, đà là gì. Đây là chỉ hai chữ mượn âm để diễn tả. Cũng giống như là Nam Mô A Di Đà Phật rồi đó. Nam Mô mà quý vị để ý trong chữ Hán, nó viết là Nam Vô, nhưng mà đọc là Nam Mô. Đó. Thành ra cái nghĩa nó là kính cận xin theo, chứ chữ Nam Vô nó không có nghĩa gì hết đó. Nó là phiên âm tiếng Phạn. Thành ra giống như mình nói là Hoa Thịnh Đốn vậy đó. Đó. Thí dụ như mình nói Indonesia là Nam Dương. Đó, Ba Tây. Đó là phiên âm chữ Brazil, chứ không phải là Ba Tây là có ba thằng Tây. Không phải. Không trường hợp cái tên như vậy đó. Mà mượn chữ Hán để phiên âm thì giống như là Ba Đa Lộc vậy đó. Nó không có nghĩa gì hết đó. Đó. Thì cái chữ đầu đà cũng vậy. Bây giờ có một cái nè. Cái này thì người Việt Nam dính rất là nhiều. Bây giờ tôi hỏi thử quý vị, ô mai nghĩa là gì? Hồi nhỏ là mình mê ô mai lắm đúng không? Rồi lại còn ô mai mơ nữa. Vậy ô mai nghĩa là gì? Và ô mai mơ nghĩa là gì? Con ăn cái trái ô mai thôi chứ con có tìm hiểu cái nghĩa của nó đâu. Tự nhiên bác mình hỏi cái chữ ô, ô là đen. Mua là có ăn rồi, đâu cần hỏi hiểu nghĩa anh chị đúng không? Ô là đen mai. Không, ô là đen đúng không? Mai. Mai á, cũng giống như anh đào, nó có hai loại. Mai mà Tết mình cắm trưng á, cái hoa nó bằng cái đầu đũa đó, không ăn cái quả chứ không có ăn gì hết. Nhưng mà chữ mai đó, trong tiếng Hán Việt đó, chính là trái mơ, cây mơ. Nha, chữ mai chính là mơ. Cho nên mai, nếu người ta nói mai, mai khơi khơi á, mình tưởng là mai mà thời Chúa Nguyễn á,
sai lính vô rừng kiếm mấy cái cành hoa về trưng ngày Tết, thì quý vị thấy không, cái mai nó đâu có quả đâu. Còn cái mai mơ đó là cái trái mơ nó chừng bằng này nè, nó chín, nó màu cam đó, là nó có hột, người ta mới phơi, người ta mới làm xí mụi đó. Thì tiếng Hoa nó đọc chữ mơ mai đó là chữ mụi, còn xí đó tức là chữ toan, tức là ngâm muối. Xí mụi đó nó mặn đúng không, là cái mai mà ngâm muối. Còn ô mai mơ đó là cái trái mai mà khi nó phơi khô đó thì nó đâu còn vàng nữa, cái màu nó hơi đen, thành ra ô này là chính đen đó, quả ô đó, quả đen đó, thành ra mình gọi là ô mai, tức là cái mai đen, tức là mai phơi khô. Nhưng mà mình còn nhấn mạnh thêm những chữ mơ nữa, bởi vì đôi khi mình lại có những cái loại khác nữa, mình nói rõ cái này là mai, này là mai mơ chứ không phải là mai khác đó. Còn mai mà cắm Tết của mình không có quả, còn cái mai này có quả đó. Còn đối với lại cherry cũng vậy, tiếng Nhật đó, nó có chỉ chữ Anh không à, giống như cây đào, cây mai, cây quất có một chữ là chữ Anh, nhưng mà mình thì lại cứ gọi hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa anh đào đúng không đó. Thì thưa quý vị rằng là cái cây anh đào của Nhật á mà đẹp á cũng không có quả, quả nó bằng cái đầu đũa, không ăn không làm gì hết, chỉ đẹp cái hoa thôi. Mặc dầu nó đẹp là cả cây cả rừng, chứ còn một cái bông hoa cũng không có gì đặc sắc hết. Mà quý vị để ý là cái cây già ở bên Nhật, nó già nhất đó là cỡ 2.000 năm, 10 người ôm luôn, mà nó cao cũng chỉ có mười mấy mét thôi, chứ không có cao vút lên như cây tùng, cây thông, mà nó chỉ có chừng 10 mét thôi, 10 người ôm, cây cỡ 2.000 năm. Mà đặc biệt là cái cây anh này đó, là nó ra mầm ở dưới gốc. Cây thì to cao lên trên này, nhưng mà dưới gốc cũng ra cái cành bé xíu này, cũng có cái hoa. Tức là tôi đã coi thấy rồi, có những cái hoa nó cách mặt đất có 3 cm, chứ không phải là hoa nào cũng ở đầu cành hết đó. Không phải hoa anh đào đó, hoa anh đó là có khi nó nằm sát dưới đất đó, đó nó đặc biệt đó. Còn cái cherry đó, cái trái cherry mà uống cốc tai nó hay có đó, cái trái nó có hai trái đôi đó, nó luôn luôn đi đôi mà. Thì cái đó cũng gọi là cherry, nhưng mà cái đó nó ra hoa sớm, nó ra hoa vào tháng 3 và tháng 6 là có quả. Mùa này bây giờ bên Nhật đang bán cái đó này, của Mỹ cũng bán. Mỹ thì cái màu nó nâu đậm, màu nâu đỏ đậm, còn của Nhật đó thì nó hồng, rất là ngọt, rất là ngon, mà ở Nhật bán mất rất là mắc. Còn Mỹ nó nhập qua thì cái đồ của Mỹ nó rẻ hơn, còn của Nhật nó rất là mắc. Một hộp có thể là giá 10 đô một hộp đó, chỉ chừng hai lớp thôi, một cái hộp như vậy đó, giá 10 đô rất là mắc. Thành ra cái đó cũng là cây cherry đó, nhưng mà cherry này có quả, hoa ít thôi. Wow. Còn cái cherry mà hoa Nhật đó mà tặng cho Mỹ ở bờ sông Potomac á, thì cái đó có hoa nhiều nhưng mà quả thì bằng cái đầu đũa không làm. Quý vị có nghe cái chữ là núi non trăng già không? Trăng già, núi non. Tại sao núi thì non mà trăng thì già? Ai biết cái này hay lắm nha. Tại sao lại núi non mà tại sao trăng già? Con có đọc núi non trăng già nhưng mà mình không hiểu thật sự cái này, con bán con cái khác, con định nghĩa con phân tích được với mình mới mình cứu bộ. Thưa quý vị, non này á không phải là đối với già, non chính là núi, hòn non bộ đó, thành ra núi non là một, núi cũng là non, non cũng là núi, đây là núi chứ không dính gì tới trẻ với già hết. Còn trăng già thì mình tại vì đẻ ra đã thấy ông trăng rồi, chết đi cũng vẫn thấy ông trăng, ông trăng có từ bao giờ rồi, thành ra gọi là trăng già. Nhưng mà núi non đây á, non không phải non là non trẻ, mà non này là non bộ, họ non bộ cũng là núi. Nhà non sông đó, non sông đó đâu có phải là trẻ đâu, non sông tức là núi non đó, núi sông đó. Đó, và chỉ có nước, có lẽ nha, chỉ có nước Việt Nam dùng chữ nước để chỉ quốc gia, country là quốc gia, là nước. Nếu mà nói đầy đủ là đất nước tôi thế này thế kia, nhưng mà nước tôi cũng ok. Không có nước nào mà tôi thấy họ dùng chữ water mà trở thành country cả. Quý vị có để ý không? Thấy không? Country là country mà water là water, chứ không có cái chuyện là water lại biến thành là country như Việt Nam mình, là nước mình. Đó, chữ nước mình đó, cũng vậy đó, thân thiện giống như chúng mình.
thân thiện thì nếu mình gặp một người lạ thì không có xưng mình. Đó. Thành ra quý vị để ý nha, non đó là non sông đó, non sông, non nước đó. Còn hôm rồi chị Thùy Dương có nói cái chữ mặc định đó thì tôi cũng xin nói lại đó, chữ mặc định có nghĩa là đã định sẵn rồi. Mặc định là định sẵn rồi. Thì trong những cái software mình dùng nó có rất nhiều cơ năng đúng không? Thành ra cái cơ năng mà nó đã set căn bản rồi đó, basic đó, thì nó để là faculty, tức là mặc định. Còn bây giờ mình muốn cho nó sáng hơn, mình muốn cho nó tối hơn, mình muốn cho nó to, mình muốn cho nó nhỏ, thì cái đó là customize, là người dùng đó, đó là làm theo cái ý của mình. Còn faculty là cái set sẵn của máy, nó set sẵn là như vậy rồi. Đó là coi là mặc định, tức là đã định sẵn rồi. Bác Minh ơi, có anh Trương Phạm anh hỏi là nhờ bác giải thích chữ xã trong hợp tác xã. Xã thì chữ xã tức là cũng như là làng xã vậy đó, tức là một cái nhóm người tập hợp với nhau, thành ra hợp tác, cái nhóm người hợp tác với nhau. Hợp tác xã là cái nhóm người hợp với nhau, cái xã. Xã trưởng là ông đứng đầu của một cái xã. Xã là một cái số người nào đó nhỏ, nó có thể là nó lớn hơn làng hoặc là coi như làng xã đó. Nhưng mà đối với bên Nhật đó nha, chữ xã nó có nghĩa là công ty luôn đó. Bên Nhật đó là công ty đó, company đó. Trong chữ Hán nó cũng có nghĩa như vậy. Quý vị không thể tưởng tượng được, chữ Hán một chữ nó nhiều nghĩa lắm quý vị. Nghĩa là cái tự điển của tàu á, nói thiệt á, nó cỡ gấp 5 lần tự điển mình á. Một chữ nó là bao nhiêu là nghĩa nó viết ra, còn mình không có xài hết. Mà không có sức đâu mà ngồi. Vả lại là mình ngày xưa xếp bằng cái cục chì, cho nên là nhiều khi tìm không ra, đưa cho thợ nó tìm không ra là phải ngồi cắt cục chì ráp nó thành chữ. Là cái sách của ông tự điển thiệu chủ á, là phải cắt cục chì thì ráp lại, bởi vì nó là nhiều bộ đó, là phải cắt ráp. Cho nên mà mình đưa nhiều chữ vào quá là cái ông nhà in là ông chết ngắt. Nó đâu phải là Latin có hàm mấy ký tự thôi, đánh đi đánh lại cũng có bằng đó ký tự. Còn cái kia mỗi chữ là một cục chì, mỗi chữ là một cục chì. Mà nhìn nó là phải nhìn ngược, thấy không? Nó khắc lúc nó đúc đó là nó đúc ngược, sau đó in ra thì nó mới thành xuôi. Cho nên là chữ Hán nó khó như vậy. Ở bên Nhật á, nó có một cái bảng, nó gọi là bảng chữ Hán thông dụng to như vậy này. Thì mình cứ đưa vô chữ nào mình gõ một cái thì nó bốc cái chữ đó lên, nó đánh vô đó. Ngoài ra nó có những cái bản phụ, tất cả cái này á, là nó xếp theo thứ tự ABC AIUEO để cho mình tìm cho nó dễ. Nhiều quá mà 3.000 chữ như vậy, nhưng mà nó còn có khoảng 1.000 chữ nữa là những chữ ít dùng, nó không để vô đây cho trông cho nó rối. Thì nhà khi nào mình biết là những cái chữ đặc biệt đó, thì mình mở cái hộp chứa những cái chữ đặc biệt, lúc đó mình lấy ra. Thành ra đánh là mất công lắm. Mà đánh sai rồi là phải tìm cái loại băng, thay vì mực đen đó là băng mực trắng, đánh chồng với. Đó. Thành ra khó sửa lắm. Nhưng bây giờ computer thì nó khác rồi, nó dễ rồi. Muốn thay, muốn xóa, muốn sửa thế nào cũng được. Quý vị có phân biệt được tà quyền với chính quyền không? Chính là sự thật. Chính là đúng. Chính là chân chính. Chính là hợp lệ, hợp thức. Còn tà có nghĩa là nó không có được, nó không có chính nghĩa, nó xấu. Mà nếu theo nói về tà quyền á, thì mình nói là có nghĩa là cái quyền lực mà họ có nó không được người ta chọn hoặc là người ta trao quyền cho. Tôi không biết là tôi gửi chị thì chị có đưa lên được không, cái câu tôi đánh lên chị có đưa lên máy được không? Dạ bác mình gửi thì con coi coi. Vô Messenger này. Dạ. Đó thì mình mới dễ phân biệt nha. Xin lỗi quý vị. Tôi vô cái trang nhà của chị Thùy Dương, tôi gửi cái này lên cho quý vị. Cái này rất rất là quan trọng, bởi vì mình gặp hoài nhưng mà hầu hết không hiểu chữ chính trị thì chính nghĩa là gì. Thành ra nói như chị Thùy Dương, đó là chữ chính bình thường, còn chữ chính trị thì nó không phải như vậy. Rồi bây giờ tôi xin thưa quý vị đó, nó cũng là âm là chính, mà người Nam đọc là chánh, nhưng mà chính với tà nó khác với chữ chính trị. Như quý vị thấy ở đây đó, chữ Hán đầu tiên đó, nó là 5 nét. Đôi khi người ta dùng cái chữ này để người ta gạch, thí dụ được mấy điểm á,
thay vì viết ô vuông là gạch chéo là 5, là ô vuông gạch chéo là 5, đếm để đếm đó. Đó thì người ta cũng viết chữ chính này là 5 nét này. Đó. Chữ chính này là chính hay tà, là đúng với sai là cái chữ ở đầu. Còn chữ sau đó, quý vị thấy đó, nó cũng có cái chữ chính nhưng mà nó có thêm bộ phọc. Nó gọi là bộ phọc. Thì có nghĩa là cầm quyền. Cầm điều hành việc nước. Chữ chính sau có nghĩa là việc nước. Nha, chính trị, trị tức là cai trị đó, làm việc nước. Thành ra trong đó nó có cái âm là âm chính, chứ trong đây nó không có nghĩa gì là chính là đúng với sai hết đó. Chính trị nha, là chính là việc nước. Đó, thành ra tất cả cái gì cũng vậy, nó khác với việc nhà. Không ai gọi việc nhà là chính trị hết đó. Chính trị là phải liên quan tới số đông mà tới nước, thành ra chính trị đó, đó là việc nước nha. Còn chữ chính là đúng á thì nó chỉ có 5 nét thôi, còn cái chữ này nó thêm 4 nét nữa là 9 nét thì cái chữ đó mới là chữ chính, thì cái đó nó mới có như là chính tà đó. Đây bây giờ tôi sử dụng một cái chữ nữa cho quý vị coi, nhờ chị Thùy Dương đưa lên, rất là hay, có được cái chỗ để đưa lên thì không có lo. Đó, copy đưa nó đây. Tôi giới thiệu với quý vị cái chữ động. Thưa quý vị á, cái chữ động á, đầu tiên là di động này. Cái chữ thứ hai đó là lao động. Thì hai chữ đều là động hết. Nhưng mà chữ động đầu là chữ động của tàu, mà chữ động sau là chữ động của Nhật. Người Nhật chế ra và bây giờ nó du nhập ngược lại, từ điển tàu cũng dùng. Thì chữ động ở đầu là mù, là di động. Còn chữ động sau là lao động, nó có bộ nhân ở trước đó. Quý vị để ý kỹ đó. Đó, nó có bộ nhân ở trước. Thành ra cùng là động hết, nhưng mà một chữ là của người Hoa và một chữ là của người Nhật chế ra. Và cái chữ này nó đã chế lâu đời lắm rồi, cho nên rằng là nó đã đi ngược vào từ điển Nhật và nó qua Việt Nam cũng có chữ này. Thành ra quý vị thấy đại khái. Thì người Nhật có hai cái chuyện đặc biệt. Tức là họ tạo ra cái từ dân chủ, người dân làm chủ đất nước, để dịch cái chữ democracy. Cho nên nước Nhật là cái nước dân chủ nhất trong các nước Á Đông. Tại vì nó tiếp xúc với Tây Phương và nó du nhập cái tinh thần dân chủ đại nghị của Anh. Nha, là nó là đại nghị ở Anh và có vua, cho nên nó là quân chủ lập hiến. Thành ra đó là cái chữ dân chủ. Còn chữ động này đó cũng là người Nhật tạo ra. Thành ra khi nào lao động thì là phải có động, có bộ nhân là có người. Cũng là âm động nhưng mà người làm việc, người lao động. Đó. Còn nếu mà di chuyển không thôi thì là di động. Thì là chỉ có di chuyển chứ không có làm việc, không phải là người làm việc. Hai chữ nó khác nhau. Đó. Thì là người Nhật đã thêm cái chữ đó. Và những cái chữ thí dụ như là tự do, dân chủ, cộng sản, đặc công, rồi diễn thuyết, kinh tế, vân vân. Và những cái từ là như sau này mình học về trong toán đó, hàm số, lượng giác, phương trình thức, vân vân. Đó là những từ của người Nhật dịch từ tiếng Pháp và tiếng Anh ra. Xong rồi người Hoa lấy lại. Lúc mà cụ Phan Bội Châu đưa 200 người tới đây thì bên Nhật đã có 15-20 ngàn sinh viên tàu học ở Nhật. Ngày xưa Nhật học của tàu, rồi bây giờ Nhật nó vươn lên. Đó, ngày xưa để xét về yếu tố lịch sử đó, Nhật đi sau tàu khoảng 500 năm và nước Nhật cũng phải cống hiến nước tàu như Việt Nam mình. Đó, tới thời Mông Cổ nó chiếm Trung Nguyên thì Nhật mới không chịu cống hiến nữa bởi vì mình ỷ có biển. Với thứ hai là tôi sợ cái anh Trung Nguyên đó là vua cả một vùng rộng lớn vậy thì tôi chịu cống. Còn cái anh Mông Cổ là anh cướp nước cho nên là tôi không chịu cống. Thì Mông Cổ tức quá đem quân đánh hai trận hải chiến Nhật đều thắng hết. Đó là bởi vì nhờ biển. Đó thì xen kẽ với hai trận hải chiến thì ba trận Việt Nam mình đánh với lại quân Mông Cổ. Một trận là Trần Thủ Độ đánh, còn hai trận là Trần Hưng Đạo đánh. Thành ra tất cả là quân Mông Cổ đã đánh 5 trận. Thì quân Mông Cổ nó giỏi vó ngựa thôi, mà khi nó chiếm Trung Nguyên á là nó bắt người tàu Trung Nguyên lúc đó là nô lệ của Mông Cổ phải đóng thuyền và đi lính. Đó, chỉ huy là quan Mông Cổ. Nhưng mà Mông Cổ nó giỏi về ngựa chứ nó đâu có giỏi về thuyền. Thành ra nó đánh với Nhật hai lần và một lần nó bị bão. Tức là nhà sư Nhật Liên thời bấy giờ giống như trong Tam Quốc Chí á, là cầu bão đó. Thành ra nó bị bão thì quý vị thuyền mà bị bão thì thôi là te tua. Thành ra cuối cùng là Nhật là may là thắng. Thuyền của
Mông Cổ nó bằng ngón tay cái thì thuyền của Nhật nó chỉ bằng ngón tay út thôi, nhỏ xíu vậy thôi, nhưng mà nó may nhờ đó. Còn đánh với Việt Nam á, thì là nhờ mình giỏi và nó là dân phương Bắc, nó về đúng vào Việt Nam một thời gian nó bị trúng nắng trúng thực đó quý vị đó, rồi xa nhà lâu ngày quá dân nó mất tinh thần, lính nó mất tinh thần, cuối cùng là 3 trận mình đánh thắng quân Mông Cổ, là nước duy nhất mà đánh thắng quân Mông Cổ 3 lần. Còn ngoài ra mình có ông Long, tức là coi như Bạch Mã tướng quân đó, là thời thời nhà Lý, chạy qua bên Triều Tiên, thành ra chính ông giống như là mặc cửi mà qua Việt Nam thì giúp Việt Nam, thì Lý 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 Hiển Long đó là qua bên Triều Tiên tị nạn, qua Triều Tiên lúc đầu là ghé tàu chứ không có đi nghĩ tới tận Triều Tiên đâu, nhưng mà lúc đó tàu lại công nhận cái chế độ nhà Trần ở bên Việt Nam rồi, cho nên là không thể chữa mình được nữa, thì lúc đó gặp một ông Triều Tiên ở đâu Thượng Hải đó, đi thuyền mà, đoàn thuyền hải quân đó, đi tới đó thì ông mới chỉ là nên đi lên phía Bắc luôn, đi lên. Thành ra mình có 2 chuyến đi vượt biên, đó là những boat people đầu tiên đó, là đi qua bên tàu. Và ông Lý Hiển Long này, ông luôn luôn ông cưỡi cái ngựa trắng, cho nên gọi là Bạch Mã tướng quân, đã giúp cho Triều Tiên đánh thắng quân Mông Cổ, cho nên mình đụng tới quân Mông Cổ là kể tới lần thứ tư đó. Lúc đó là mình giúp Triều Tiên đánh thắng quân Mông Cổ. Bữa nay là bữa cuối cùng. Chương trình mình nói 4 buổi về tiếng Việt thì bữa nay là bữa cuối cùng rồi. Thành ra trong những lần tới mình sẽ nói về vấn đề tin tức nhiều hơn. À, có một cái chữ này nữa nè. Vô hình chung. Có hay nghe không? Vô hình chung thì chẳng. Vậy thì bây giờ TR hay CH? Vô hình chung là CH. Nghĩa là gì? Vô hình chung CH nghĩa là gì? Vô hình chung có nghĩa là Quý vị để ý nha, cái từ này mình dùng rất nhiều, nhưng mà dùng một cách tự nhiên. Mà bây giờ hỏi nghĩa nó là gì thì nhiều người ú ớ. dạ bất thình lình ú ớ thiệt. Vô hình chung mình dùng cái từ Bây không. giờ tôi nói như này, thí dụ bố mẹ giàu có, cho con tiêu tiền thả ga, là vô hình trung bố mẹ hại con mình, đúng không? Cho nó tiêu tiền thả ga là vô hình trung bố mẹ, tức là mình không có cái ý hại, nhưng mà vô tình cái chuyện đó nó có cái mầm hại. Thành ra chữ chung ở đây á, nếu mà chữ CH á phát âm như người Bắc như tôi á, không phân biệt được CH với TR, cho nên là nghe tưởng là CH. CH thì chung có 2 nghĩa, chung là chung cuộc, là tiếng Hán Việt là chấm dứt, chung là ở chung cùng phòng đó, chung với cùng với nhau là chung, thì không có thể nào đi với chữ vô hình được, mà nó là TR, vô hình trung, tức là trong cái chỗ không, bố mẹ không có ý hại, nhưng vô tình nó có cái mầm hại, nó hơi hơi nghĩa giống như vô tình nha. Vô tình tức là tôi không có cái ý đó, nhưng mà tự nhiên nó xảy ra cái chuyện đó đó, cái nghĩa vô tình đó, chứ không phải là không có tình cảm, nhưng mà là tôi không có cố tình làm cái chuyện đó, nhưng mà vô tình tôi đạp phải chân anh chẳng hạn như vậy đó, nó không phải là vấn đề tình cảm, chữ vô tình này nó là như vậy. Thành ra vô hình trung, trong cái chỗ vô hình đúng ra nó còn phải cả một câu nữa đó, nhưng mà nó lại có cái mầm hại đó, nhưng mà người ta nói tắt, nó nói thành vô hình trung, nhưng mà người Bắc phát âm không rõ, cho nên là cứ nói là vô hình chung. Thế thì người ta mới thấy rằng là vô hình chung nghĩa là cái gì, nhiều người đi tìm không có giống như tôi vừa giải thích, cho nên họ cố gắng họ đi tìm, họ mới thấy là chữ vô là một cái thì phủ định, rồi hình chung thì tôi nói vậy hình chung nghĩa là cái gì, thành ra họ không chịu, họ nói là phải là hình dung nhé, vô hình dung không có hình dung đó. Cho nên quý vị để ý, quý vị tiếp xúc với người Bắc sẽ rất nhiều người nói là vô hình dung nha, tức là đã sai đi một nấc rồi, bây giờ sai thêm một nấc nữa. Những người viết khác là viết là vô hình chung CH, nhưng mà có người phản đối là vô là phủ định, vậy hình chung là gì, không có nghĩa, họ nói là phải là hình dung, cho nên họ viết là vô hình dung đó. Trên diễn đàn này quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe người miền Bắc nói là vô hình dung đó, thành ra là sai đi một nấc nữa, thành ra nó là vô hình trung, tức là trong cái chỗ vô hình, trong cái chỗ là tôi không có ý hại, bố mẹ không có ý hại, nhưng nó có cái mầm hại đó, quý vị nhớ nó là vô hình trung, TR CH không có nghĩa gì hết.
mà đặc biệt là vô hình dung là càng vô duyên nữa, không có nghĩa gì. Đó, thì Dương nắm được chưa? Hồi đó giờ con, ví dụ con có xài là con nói vô hình chung không, mà con đâu có sùng, con đâu có nói là vô hình trung đâu. Đó, thì tại vì nghe người Bắc nói, người Bắc nói sai, người Bắc nói sai. À, bây giờ tôi mới nói quý vị là hôm trước mình đã coi cái đồ biểu rồi phải không, dấu hỏi dấu ngã rồi phải không? Yeah. Dấu hỏi là hình xin đứng, dấu ngã là hình xin nằm. Đó, mà người Bắc thì cho rằng hỏi ngã viết đúng, trong khi người Nam thì hỏi ngã luôn luôn viết sai. Nhưng mà quý vị thấy không, thực ra cái quy định đó là của người Bắc là quy định sai, và người Nam viết là đúng, đúng với đường biểu diễn phát âm, nhưng mà sai với chính tả của ông Bắc Kỳ đặt ra. À, đó là lô an ủi rất lớn. Người Nam là có quyền hãnh diện, tôi phát âm đúng đường biểu diễn phát âm. Bây giờ dấu hỏi nè, dấu hỏi nha, dấu hỏi là hình xin đứng nè, nhưng mà phát âm lại là hình xin nằm. Mã thì là cái đó là nằm, còn đây là mã đó, mã thấy không? Bây giờ mã nè, mã thành ra mã là hình xin nằm và phát âm là hình xin đứng, và nó ngắn có một nửa thôi, nhớ nha, nó ngắn có một nửa thôi. Còn dấu hỏi đó, mã thành ra cái người Bắc viết ra cái quy định đó, nhưng mà người Nam cứ viết ngược, nhưng mà người Nam lại viết đúng đường biểu diễn phát âm đó. Thành ra chỗ nào mà người Bắc viết dấu ngã mà người Nam viết dấu hỏi thì đúng là mã là thấp vậy, còn mã là như này, mã đó. Cái đó là cái rất là độc đáo mà tôi khám phá ra đó, đó là cái lô an ủi lớn cho người Nam. Và tôi có quyền dạy anh Bắc Kỳ, anh đặt ra cái này là sai với đường biểu diễn phát âm đó. Quý vị để ý cái bảng nó, có dịp mà thì Dương coi lại đó, sẽ thấy là phát âm dấu hỏi dấu ngã nó ngược với cái dấu vẽ đó. Thế như vậy thì người Nam viết trái với chính tả của người Bắc, nhưng mà lại đúng với đường biểu diễn phát âm đó. Thêm quý vị đó, cái đó là bonus đó, nha, cuối cùng bonus. Okay. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị, 4 tiếng đồng hồ mà tưởng từ 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi, tổng cộng mình cũng gần 10 tiếng đồng hồ đó, mới nói chuyện một phần về một số những cái đặc trưng tiếng Việt. Mong là quý vị sau này lưu ý khi mà mình dùng từ, mình chịu khó tra cứu một chút đó, nó sẽ giải thích. Thế bây giờ trên từ điển nhiều lắm, thí dụ nó nói là đó đầu đà là gì đó, thế là mình bắt đầu mình tra, họ sẽ giải thích đó cho mình. Thì bây giờ nó có nhiều cái đó lắm, nhiều cái từ lạ mới xài đó, chẳng hạn như vậy đó, là gì thì mình tra, lúc đó nó ra hết. Nó là cái Google, nhiều người gọi là ông thầy Google đó, là chuyện gì ông cũng biết hết, chứ tôi không có biết đâu, tôi không biết bao nhiêu đâu, tôi cũng học từ ông ra mà đâu có được bao nhiêu đâu. À, ok, có hai câu hỏi bác Minh trả lời thật là ngắn thôi bác Minh. Rồi mồ mã hay là mồ mã bác Minh? Mã dấu hỏi, mã là dấu hỏi. Dạ. Yeah. Robin Hồ, mãi mê và mãi mê khác nhau như thế nào? Mãi là dấu hỏi, mãi mê, không có chữ mãi mê, mãi dạ. Mê. Dạ. Ừ. Rồi con cảm ơn bác Minh, con chúc bác Minh ngủ ngon nha. Rồi Thùy Dương cũng chúc quý vị một đêm ngon giấc ở tại Việt Nam. Rồi cảm ơn quý anh chị, xin chào và hẹn gặp lại bác Minh, và chào gặp quý vị. Cảm ơn tất cả các anh chị và xin hẹn gặp lại kỳ tới. Yeah.